Hello, hello, kính chào anh chị em nhà đầu tư. Rất vui là được gặp lại anh chị em mà cho chương trình chứng khoán đêm muộn. Em là trọng tài Ichimoku, hàng ngày thì 9:30 sẽ lên đồng hành cùng quý anh chị, giải đáp câu hỏi cho quý anh chị em nhá. Anh chị em có câu hỏi thì mình không chat nhá. Mọi người nhớ ủng hộ em lại một cách thả like, thả tim. Mọi người cho em xin một like một tim anh chị nhá. Anh chị em vào check cho em xem là âm thanh hình ảnh đã ok chưa ạ? Âm thanh hình ảnh ok thì anh chị comment số 1 nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hôm nay anh chị em có mua là bán nào không ạ? Hay là anh em hàng đang cầm nhiều hay cầm ít? Mọi người comment cái vị thế của mình nhé. Ok, à, bắt đầu à. Chúng ta cùng nhìn qua một chút về về các chỉ số thế giới chị nhé, chỉ số thế giới một chút nào. Dow Jones hiện tại thì mở phiên thì làm cái gap giảm nhưng bây giờ đang tăng nhẹ, tăng nhẹ, đang tăng tăng so với mở phiên nhưng mà so với phiên hôm trước thì đóng đóng phiên hôm trước thì là đang giảm, nhưng mà so với đầu phiên thì đang tăng nhẹ. Nhìn chung này cũng đang rung lắc thì chị ạ. Rung lắc hôm qua thì cũng chia sẻ với anh em cái quan điểm đó là cái vùng RSI tương đối cao như này thì chúng ta cũng phải không không nên quá là kỳ vọng. Không nên quá kỳ vọng mà có thể tăng mạnh không. Mà nhìn vào những cái chỉ số khác thì như là Nasdaq hay là S&P 500 thì cái RSI của nó cũng đang có những dấu hiệu nó suy yếu, nhìn khá là rõ chị ạ. Khá là rõ, bắt đầu là nó lên cái vùng 70 và đang bắt đầu nó cắm xuống. Đó. Nên là nếu mà anh chị em nào mà mua bán mà theo cái sự kỳ vọng cho từ những cái chỉ số thế giới như là Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 vượt đỉnh hay là tăng mạnh thì anh chị em cũng phải chú ý cái điều này. Đấy chứ? Còn tất nhiên thì với quan điểm của em thì những cái chỉ số này nó cũng chỉ mang tính tham khảo thôi, mang tính tham khảo và mang tính tâm lý đầu tư khá là cao. DXY thì hôm trước có chia sẻ với anh chị em về cái việc là nó tạo khả năng nó tích lũy cái vùng này và RSI nó ở vùng gọi là vùng có bán đó, nó ngược lại với các cái chỉ số chứng khoán thì đang có dấu hiệu hồi phục anh chị em. Như thế này là có dấu hiệu hồi phục, khả năng là có thể có một nhịp hồi phục của những cái cây nến mà có những cái biên nến tăng khá là dứt khoát như này, nó giống như cái đoạn trên này có những cây nến biên giảm khá là mạnh và dứt khoát thì ở đây nó bắt đầu có những cây nến tăng biên nến khá là dứt khoát, nên là có thể là chúng ta chờ đón một cái nhịp hồi phục của DXY và ngược ngược lại là các cái chỉ số chứng khoán khác như Dow Jones, Nasdaq hay là S&P 500. Đó. Như Nasdaq ở đây thì nó đang bắt đầu mất đi cái đường 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 ten can rồi. Mất đường ten can là cái đường trung bình của 9 phiên rồi. S&P 500 thì nó đang vẫn giữ được. Dow Jones thì chắc chắn là vẫn giữ được rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi vàng thì hôm nay thì đang có một cái đầu trên của cây nến daily đang rất là dài luôn, đầu phiên có một thời điểm là lên đến 2.145 đô, bây giờ đang là 2.000, tức là giảm từ cao nhất đến hiện tại là đang đang chênh nhau tận 100 đô, chênh nhau tận 100 giá luôn. Đó. Anh em đánh 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 chỉ số này là cũng long sọt. Hôm nay là đánh vào đúng xu hướng là ăn đủ đấy. Giá dầu thì đang chỉnh nhẹ, đang test lại cái đáy, đang test lại cái đáy cũ RSI thì có thể nó tạo một cái phân kỳ, anh chị ạ, có thể nó đụng qua nhưng mà nó, cái khả năng phân kỳ là tương đối cao. Rồi các cái chỉ số thế giới thì cũng không có gì quá mới gì đó. Nikkei 225 thì lên đỉnh cũ đang có cái dấu hiệu điều chỉnh trong nhịp T cộng. Nếu chúng ta thấy ở đây thì nó đã tích lũy ở đây ở cái vùng đỉnh này khoảng tầm phải đôi tuần rồi, đúng không ạ? 2 tuần thì đang có dấu hiệu là gãy mất cái nền của 2 tuần gần nhất chưa? Cái nền ngắn hạn, cái nền T cộng ngắn hạn thì không đúng lắm, nền T cộng. Thế do là nhìn H4 này hay là chúng ta nhìn vào H1 thì nó đang mất đi một cái nền nền nền, nền T cộng. Chưa? Nó có một cái nền phía dưới này thì có thể là cái nền dưới này nó vẫn giữ được. Nhưng mà cái sức mạnh của nó thì em đánh giá là
khung daily nó cũng có những cái dấu hiệu nó suy yếu nhất định. Rồi các cái chỉ số dưới thì là vẫn nhìn chung thì nếu mà nhìn về mặt bình diện, về mặt xu hướng thì vẫn tích cực, nhưng mà nhìn về chi tiết hơn trong những cái khung thời gian nhỏ như là khung daily, khung H1, khung H4 thì những cái chỉ số này đang có những cái dấu hiệu nó suy yếu, tức là trong một phiên hai phiên tới thì cái khả năng rung lắc điều chỉnh của những cái chỉ số này là diễn ra là tương đối cao chính ạ. Đó rồi, quay trở lại với thị trường của chúng ta hôm nay thì nhìn ở trên bản đồ nhiệt này thì anh em đều thấy những cái điều tích cực đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay giống như cái thumbnail của em, đó là mặc dù là hôm nay tích cực nhưng mà chúng ta tí nữa sẽ xem xét vì tại sao giai đoạn khoảng tầm 2-3 tuần gần đây thì em phân tích rất là kỹ những cái khung thời gian nhỏ, khung thời gian M15 này, khung thời gian H1 để anh chị em có cái hành động cho nó phù hợp, có hành động cho nó phù hợp cho những cái nhịp T cộng mà nó biến động rất là nhanh ở trong ngắn hạn. Thì nữa sẽ chia sẻ với anh em những cái khung thời gian nhỏ để anh em có hành động cho nó phù hợp. Thì hôm nay thì chúng ta nhìn ở đây thì rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh đúng không ạ? BCG tăng trần, IDEA tăng trần rất sớm, GEX tăng trần, VCG tăng trần. Đó. Đó. Hôm nay nhóm đầu tư công cũng khá là ok. VCG là CG, nhóm bất động sản cũng ok, chứng khoán cũng ok. Những cổ phiếu mà hôm nay có thời điểm tăng trần như là VX, như là DIG thì cuối phiên thì vẫn không không giữ được cái giá trần. Hay kể cả AGR không giữ được giá trần. Nhóm thép hôm nay cũng tích cực các bạn. Nam Kim nhìn chung là hôm nay là rất là tích cực rồi. Chúng ta phải thống nhất với nhau như vậy. Khối lượng mã tăng thì chiếm áp đảo, dòng tiền những mã tăng thì cũng áp đảo. Hôm nay thanh khoản vẫn thanh khoản ở một cái phiên cũng rất là lớn, hơn 1 tỷ đơn vị. Nước ngoài tác động tích cực thì chắc chắn là những cái cổ phiếu tích cực rồi đúng không ạ? Vietcombank và Pháp. Nước ngoài hôm nay thì họ tiếp tục có một phiên bán ròng. Hôm nay họ bán gần 600 tỷ, 580 tỷ. 580 tỷ bán ròng từ sáng đến chiều luôn. Thì buổi sáng livestream thì cũng anh em cũng biết rồi, họ bán khoảng tầm 200 tỷ, khoảng 300 tỷ. Thì đến hết phiên chiều là tầm gần 600, tức là bán cũng khá là đều. Khá đều tay. Vinhome, VND, SSI, quỹ VN Diamond, đất xanh VCI, chứng khoán bán khá nhiều. Ngoài Vinhome ra, STB, Hoa Sen, Novaland mua vào thì có Nam Kim, Nam Kim, DGC, BMP, HD Bank. Đấy, nhìn chung là mua với thị trọng nó vừa phải nhưng bán như này là khá là lát đúng không ạ? Tự doanh hôm nay họ lại mua, tự doanh hôm nay mua 722 tỷ. Họ mua vào Hòa Phát, mua vào quỹ VN Diamond, hai ông này là gần 250 tỷ, mua STB, BID, VPBank, Vinhome, mua vào rất là nhiều ngân hàng anh chị ạ. Chúng ta cùng nhìn như nào, nước ngoài thì bán rất là nhiều chứng khoán anh chị ạ, ngân hàng cũng không mua, ngân hàng cũng không bán đâu, không không bán nhiều anh chị ạ, không không bán ngân hàng, mà tự doanh hôm nay là không phải mua những cái gì mà khối ngoại bán, mà họ mua ở đây là Hòa Phát, mua VN Diamond và mua rất nhiều bank STB, BID, MWG, có một phần Vinhome, ACB, VIC, Vietcombank, Techcombank, Masan, tức là mua rất nhiều cổ phiếu ngân hàng và chủ yếu ở đây là nhóm Vin30 anh chị nào, rất là nhiều, hầu hết là Vin30 luôn, ngoài cái quỹ VN Diamond này ra đó, hầu hết là Vin30. Thanh khoản hôm nay thì như em vừa chia sẻ đúng không ạ? Một cái phiên thanh khoản tiếp tục có một cái phiên rất là lớn, 1 tỷ 100 triệu đơn vị. Rồi chúng ta cùng phân tích cái phần biểu đồ chị nhá. Chào 15 anh chị em đang xem nhá. Đây chúng ta phân tích VN-Index ở những khung thời gian nhỏ nhá. Thì ngày hôm qua livestream với anh chị em thì chia sẻ với anh chị em cái quan điểm đó là ngày hôm nay mà nó vượt được cái vùng 1.0107, 1.110 thì khả năng nó sẽ tiếp cận đến cái vùng bên trên, là loanh quanh cái vùng 1.120 cộng trừ đúng không, 1.118, 1.120 nó là cái đỉnh T cộng này. Đấy. Thì hôm nay nó đóng đến đúng ở vùng 1.120, 1.120 là đúng cái biên trên của cái biên tích lũy trong cái giai đoạn này, và hiện tại thì nó có một cái vùng kháng cự là cái đường cái vùng đỉnh của cái nhịp sideways này chị ạ, là 1.130, 1.135, nó tiếp tục
bây giờ là cái vùng kháng cự. Nhưng mà như em chia sẻ là cái điều chú ý vào cái thời điểm cuối phiên. Đấy, thì anh chị em cũng thấy cái thời điểm đầu phiên thì cái động lực tăng nó khá là tích cực. Hôm nay là có 5 nến đúng không ạ? 5 nến thì có một cái nến giữa là cái nến nửa tiếng thôi. Là cái nến từ 11 giờ đến 11 giờ 30 là cái nến nửa tiếng. Thì chúng ta thấy hai cái nến đầu tiên thì cái biên tăng giá rất là tốt. Nhưng mà đến thời điểm hai cái nến cuối phiên thì cái biên tăng giá bắt đầu có dấu hiệu chững lại một chút. Nếu chúng ta nhìn ở cái khung thời gian M15. Khung thời gian M15 thì chúng ta thấy cũng có nó xuất hiện những cái lực bán khá là mạnh khi mà tiệm cận lại những cái vùng đỉnh cũ. Cái vùng đỉnh cũ, cái đỉnh T cộng là quanh cái vùng 1120, 1125 là cái vùng đỉnh này. Anh em. Đó, đó là cái điều mà chúng ta cũng phải rất là chú ý. Hôm nay thì anh em khách hàng cũng báo anh chị em là thời điểm buổi sáng thì đây, hôm nay là buổi sáng có chia sẻ với anh em về cái này. Đây là cái room room đi lệnh nhá, đi lệnh của em Đại nhá. Buổi sáng hôm nay lúc gửi lúc đó là ở đây không có giờ. À đâu 7 tháng 15 này. Khá là sớm. Sorry mọi người nha. Có chia sẻ với anh chị em là hỗ trợ là 1070, kháng cự là 1120, 1132. Đây là cái nhận định cho cả cái tuần này. Cái biên hoạt động thị trường đang tương đối hẹp. Thì hôm qua cũng chia sẻ với anh em là cái biên hẹp. Khi buổi sáng ngày hôm nay thì nó đóng nến ngày hôm thứ sáu thì nó cũng vẫn chưa vượt được cái vùng 1110 đúng không ạ? Thì hôm nay là buổi sáng nó vượt được. Đây là nó tiệm cận cái biên trên là vùng 1120. Đấy. 2 3 phiên đầu tiên nếu phá được cản thì áp lực có thể đến vào cuối tuần. Đấy, nếu không phá được cản thì áp lực có thể đến vào những cái thời điểm cuối tuần. Đấy, nhóm ngành thì chú ý là các cái nhóm ngành cùng chung, hầu hết các nhóm ngành đều chung trạng thái thị trường. Nếu mà anh em đánh T cộng thì chú ý về dầu khí, bán lẻ, chứng khoán, đạm, một số bất động sản. Đánh trung hạn thì anh em chú ý dầu thép và bán lẻ. Đấy, hành động thì hầu hết anh em có hàng thì anh em nắm giữ. À, nếu có vị thế tốt giá tăng, nếu mà vượt đỉnh T cộng, vượt đỉnh T cộng tức là cái thời điểm vừa qua là hầu hết các cổ phiếu đều đang ở một trạng thái tích lũy. Nếu mà cái biên hẹp thì tầm khoảng 3 phiên, còn biên lớn hơn khoảng tầm 15 đến 20 phiên. Nếu mà phá bất kỳ một cái biên khoảng biên 3 phiên hay biên 15 phiên thì chúng ta đều có thể ra tăng được. Một mối T cộng thì anh chị em tỷ trọng tiền lớn thăm dò các cổ phiếu tạo nền 15 20 phiên gia tăng khi vượt nền. Tức là hôm nay khá nhiều cái cổ phiếu mà có cái dấu hiệu vượt nền. Đó. Và đóng nến thì như em vừa chia sẻ cái khung M15 đang có những cái dấu hiệu nó suy yếu anh chị ạ. Tất nhiên thì cái sự suy yếu này nó khả năng nó chỉ đến vào những cái thời điểm mà cuối phiên thôi. Và bây giờ là cái xu hướng chung tạm thời chúng ta đang thống nhất với nhau là nó đang như này anh chị ạ. Đấy. Thì những cái nhịp điều chỉnh là cái cho anh chị em nào mà hôm nay chưa mua được thì anh em có thể canh mua nhé. Hoặc là cho anh chị em nào mà muốn đánh lướt chốt lời thì anh em có thể canh những cái thời điểm mà nó tăng lên cái vùng 1120, 1125 thì anh em có thể canh hạ thì trọng và đợi những nhịp tung lắc. Trên khung M15 thì em đang thấy khá là rõ một cái trạng thái nó có dấu hiệu suy yếu. Khung M15 thì nó rất là nhanh anh chị ạ, rất là nhanh, nó chỉ phù hợp với anh chị em nào mà hàng có sẵn thôi. Còn anh chị em mua mới thì phải về những cái vùng hỗ trợ anh chị ạ. Ví dụ như đây cái vùng hỗ trợ của chúng ta ngày hôm nay nó đã vượt được cái vùng 1105, 1107 là cái đỉnh của cái phiên ngày hôm thứ tư thứ năm gì đó tuần trước. Thì bây giờ đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ, thì anh em nào chưa có hàng thì chúng ta có thể canh những cái nhịp rung lắc với quanh cái vùng 1115. Nếu chúng ta tham minh với nhau nếu chúng ta đo RSI thì có thể nó sẽ diễn ra 17 18 đến tức là khoảng tầm 3 đến 4 giờ, tức là tham minh vào có thể vào cuối cái phiên ngày mai hoặc là đến sáng cái phiên ngày kia thì có thể nó về những cái vùng cân bằng của cái khung thời gian M15 thì anh em có thể canh, anh em chưa có hàng thì canh mua. Còn anh em đánh theo follow trend, follow trend chúng ta tạm thời kẻ với nhau một cái trend nhỏ đây nhé, hỗ trợ xa là vùng 1070, 1075, hỗ trợ gần hơn một chút là vùng 1090, hỗ trợ gần hơn một chút nữa là vùng 1110 thì anh em có thể canh những cái vùng hỗ trợ này là vùng 1110 để chúng ta có thể canh mua. Ngược lại nếu nó gãy cái chen này và nó phá đi cái vùng 1090 thì cái khả năng cái chen này nó sẽ bị đánh gục anh chị ạ. Nên là anh em mua thì chúng ta mua với cái tỷ trọng vẫn là vừa phải do cái vùng cản của chúng ta
thì hiện tại nó vẫn là những cái vùng đỉnh, là thứ nhất là vùng 1.125 và thứ hai là vùng 1.133, đó là hai cái vùng cản T cộng chứ không. Nếu mà nhìn vào khung H1 thì cái trạng thái nó đang vẫn là cái trạng thái tương đối tích cực. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy ở đây là khi mà có một cái nhịp tăng 1 2 3 4 5 6 6 phiên à 6 nến H1 thì khoảng tầm 1 đến 3 tiếng nữa thì cái trạng thái của chúng ta nó sẽ có một cái trạng thái là cái trạng thái kỳ run, có thể nó phẳng ra. Và khi trạng thái kỳ run nó phẳng ra thì nó có thể nó hút về những cái vùng cân bằng ở phía dưới là cái đường kỳ run này, loanh quanh cái vùng 110, nó cũng là cái vùng hỗ trợ của cái khung 15 là vùng 1.105 1.110 anh em nhá. Và ở đây thì em thấy buổi chiều ngày hôm nay đấy cũng nhắn với anh em khách hàng đó là RSI này, kể cả khung M15 này lẫn cái khung M5 này đang có những cái dấu hiệu nó suy yếu này. Chúng ta thấy xuất hiện những cái volume bán này, nếu chúng ta nhìn thấy khung M15 nhé, à khung M5 hay là kể cả khung M1 đi, khung 1 phút này bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu bán ở cái khung M1 và có thời điểm mà cuối phiên này từ 14 giờ 15 đổ đi đến hết phiên. Đấy. Mà thông thường những cái tín hiệu như này thì chúng ta cũng phải cực kỳ chú ý cho anh em vào đánh T cộng nhé. Đấy. Những cái tín hiệu này, nếu chúng ta nhìn vào quá khứ cũng như vậy nhé, rất nhiều có thời điểm mà cái lực bán mạnh và có thời điểm mà cuối phiên đấy, nó có thể là những cái áp lực vào cái phiên tiếp theo. Đấy. Nên là buổi chiều ngày hôm nay là gần như không cho anh em mua, buổi sáng hôm nay thì em Đại cũng cho anh em cũng có mua nhé. À, ngoài những cổ phiếu mà anh em cho mua cái phiên gần đây rồi, hôm qua cũng có phiên này, cổ phiếu anh em con DGV kép này. Đấy, hay là con MWG tối hôm qua anh em nào mà xem live đúng không, hay là hôm qua có phiếu anh em HHV này, thì hôm nay cũng tìm cho anh em mua HHV này, mua LCG này. Đấy, hay là ITA hôm nay là mua lúc nó trước khi nó trần đấy, lúc nó chắc tầm 6.5 gì đấy. Đấy, nó cũng gần trần đấy, gần trần đấy. Là lúc đó nhìn thì cái tín hiệu mua nó mạnh quá, đây là con cho anh em mua luôn, mua lúc nó tầm 5%, tăng 5% rồi đấy. Mua xong là khoảng một lúc mà nó trần, thì cái lý do mua thì mặc dù là mua cũng ở một cái vị thế nó hơi cao một chút, nhưng mà em thấy cái tín hiệu của cái khung đồ thị tuần nó đang tương đối là ok chị nào? Sau một cái nhịp tích lũy và dòng tiền có dấu hiệu tham gia, thì thứ hai nữa là cái band nó sau một cái nhịp nó bóp chặt và bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó mở ra. Và cái tín hiệu này em đánh giá là cũng tương đối mạnh cho cái khung độ thị tuần này chị ạ. Với cái khung độ thị tuần thì nó sẽ mạnh hơn khá là nhiều cái khung thời gian khung độ thị daily hay là khung H1. Nên là có thể có một cái nhịp tăng tương đối ổn trên khung trung hạn. Hôm nay cũng chỉ cho mua là ITA này. HHV này, với lại LCG. Đấy, ngoài ra là những cái cổ phiếu khác thì vẫn đang nắm bình thường, L14 này, rồi là LAT này, rồi là nhóm 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 dầu khí này. Đó. Buổi sáng hôm nay thì cũng báo với anh em là anh em thích đánh T cộng ấy, giống như cái nhận định của em đây này. Anh em mà thích đánh T cộng ấy, thì anh em có thể chú ý này, dầu khí bán lẻ này, chứng khoán này, đạm, một số cổ phiếu bất động sản. Thì buổi sáng đầu phiên sáng thì anh em chứng khoán thì cũng có thể mua T cộng. Hôm qua cũng nói anh em rồi, anh em thích thì mua ngay đầu phiên và đánh T cộng thôi. Đấy, và tỷ trọng nó cũng vừa phải, do cái biên lợi nhuận nó cũng đang tương đối hẹp nên anh em đánh thì trọng vừa phải. Có thể là hôm nay anh em mua, nếu mà mua vào phiên chiều thì nó tăng 4-5-6% rồi thì chúng ta cũng rất là khó để mua, và chúng ta có thể khó mà dự liệu được là đến T2,5 là cái lượng hàng của chúng ta như nào. Đấy, nên là buổi chiều hôm nay rất nhiều anh chị em hỏi em có mua không, như là VIX có mua trần hay không, hay là một số cổ phiếu chứng khoán ấy, thì em vẫn báo với anh chị em ưu tiên nếu mà anh em có hàng rồi thì mua nó sẽ hợp lý hơn là anh em mua mới hoàn toàn, vì lý do là cái vùng cản ở trong ngắn hạn nó tương đối gần rồi. Đó. Những cái cổ phiếu như là LCG, như là HHV hay là ITE ấy, thì cái cơ hội ở trong ngắn hạn hay là thậm chí ở trung hạn nó cơ hội tốt hơn khi LCG đấy đúng không ạ, dòng tiền nó vào khá là tốt, có những cái phiên đến tương đối hẹp và nó có cơ hội lên cái vùng đỉnh cũ này, và dư địa nó cũng nó có vẻ là ổn hơn đúng không, hơn là cái nhóm chứng khoán như là SSI chẳng hạn. Hỏi SSI lên sát cái vùng đỉnh rồi, rất nhiều anh chị hỏi cũng hỏi là có mua được không. Nếu mà mua thì anh em phải mua ngay từ đầu phiên, còn mua vào cuối phiên thì nó tăng sát cái vùng gap này rồi thì rất là khó chị ạ, cực kỳ là khó thôi. Rồi đó là cái khung
H1 cái khung M15 và cái khung M1 luôn cho anh chị em là đánh tay cộng. Và hiện tại thì em vừa chia sẻ với anh em, như khung M15 này đang có những cái dấu hiệu có những cái áp lực bán. Đấy, chúng ta thấy những cái cây nến M15 bắt đầu có cái thanh khoản lớn nhưng mà giá nó cũng không tăng được. Chứ là hai cái nến này là hai cái nến nó đang tranh chấp nhau rất là mạnh ở quanh cái vùng 1120, 1125. Cái chỉ số V30 nó cũng như vậy, nó cũng như vậy, có xuất hiện hai cây nến M15, tức là cây nến từ 14 giờ đến 14 giờ 15 thì tăng vượt đỉnh, nhưng mà ngược lại đến từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 30 thì nó lại có một cái cây lại ngược lại luôn. Đấy, chúng ta phải chú ý cái điều này rất là kỹ khi mà cái áp lực bán nó đến từ cái thời điểm cuối phiên. Đấy, nếu chúng ta nhìn vào đến H1 đến M1 cũng như vậy nhá, nó cũng tương tự như vậy, bắt đầu có cây nến bán ngược ngay trở lại đúng cái cây này luôn, cây M1 này, cây 1 phút này, anh em cũng phải chú ý nhá. Tất nhiên nhìn về mặt tổng quan thì nó tích cực rồi. Như em nói lúc đầu ấy, khung daily thì nó tích cực rồi, không ai dám phủ nhận là cái điều tích cực của phiên hôm nay. Nhưng mà chúng ta, anh em là mua mới, cho anh em là mua mới thì anh em cũng phải chú ý rất là kỹ cho những cái thời điểm phiên ngày mai hay một vài phiên nữa để chúng ta mua cái điểm mua nó hợp lý, chứ không phải là anh em cứ thấy dòng tiền vào rất là mạnh mà anh em có thể mua auto được, anh chị nào đó. Còn anh em mà có hàng thì cứ giữ thôi. Những cái tín hiệu của khung M15 này hay là cái tín hiệu của khung M5, khung M1 thì nó tương đối là nó không được quá là chính xác, anh chị nào đó, nó không quá chính xác. Khung càng nhỏ thì nó sẽ không chính xác bằng khung lớn. Nên là không phải báo anh em bán mà cảnh giác cho anh em mua. Anh em nào mua thì đợi những cái nhịp rung lắc điều chỉnh. Đó. Rồi chúng ta xem các kể cả cái chỉ số phái sinh cũng vậy nhá. Chỉ số phái sinh cũng vậy. Khung M15 cuối này cũng xuất hiện những cái tín hiệu bán. Khung M15 mà gần cuối từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 30. Ngay kể cả những cái cổ phiếu cũng như vậy nhá. Này, hay là SSI cũng như vậy này. Tất nhiên thì không thể phủ nhận là cái SSI của cây nến H1 hay khung M15 mà của cuối cái phiên ngày hôm thứ sáu thì ngày tối qua em cũng phân tích rồi đúng không, là không thể phủ nhận là cái cây nến của cái nến cuối H1 cuối của cái phiên ngày hôm thứ sáu là tích cực đúng không ạ. Hôm nay nó vẫn phi lên nhưng mà cảnh giác cho anh em mua thôi nhé, anh em nắm giữ thì vẫn giữ bình thường. Hòa Phát cũng vậy nhé, M15 thì cũng có một cái cây này, cũng có một cây này, cái này. M với kép G thì nhìn chung là vẫn ổn anh em nhé, nó bứt được cái nền đi lên rồi, nó đang xử lý cái cả này, cũng có cái M15 nhưng mà nhìn chung là cái xu hướng chung của nó đang tương đối ổn. Vietcombank hôm nay tác động tích cực đến thị trường, tác động rất tích cực, nhưng mà cũng đang ở một cái vùng cả T cộng, hôm nay tăng tận đến hơn 1%. Đấy, PDR cũng có một cái nến M15 cũng có thanh khoản lớn, anh em chú ý nhé. M15 thì nó chỉ là cho anh em lướt T0 thôi, T0, T1 thì đó thôi. Đấy, còn anh em mua mới thì nhìn H1 nhé. Team vẫn đang nắm Novaland á, Novaland vẫn còn nắm. L14 hôm nay cũng ổn, LSS cũng tăng 3%. Rồi. Chúng ta đi qua nhóm ngành một chút đấy chị em. Chào 37 anh chị em đang xem nhá. Ngân hàng hôm nay thì tích cực rồi đúng không ạ? Đấy, ngân hàng hôm nay là tự doanh mua rất nhiều. Lúc nãy có chia sẻ với anh em rồi, thanh khoản đột biến. Có những cái dấu hiệu là chạm cái đường trendline, nếu mà những cái phiên tới mà phá được cái đường trendline này đi lên và đặc biệt là phá được cái vùng đỉnh T cộng của chúng ta là vùng 190 này thì cái cơ hội nó sẽ bước vào một cái nhịp sóng T cộng, nhịp sóng ngắn hạn. Đấy, sóng ngắn hạn thì cái vùng cản tiếp theo là vùng đỉnh cũ, một cái vùng cản gần nhất, vùng cản gần nhất mà thời điểm mà chúng ta cũng phải quan sát rất là kỹ là ở đây là vùng 190, tức là bây giờ đang 185, nó khoảng 5 giá nữa, 5 giá tính ra khoảng tầm 3% cộng trừ. Dầu khí thì hôm nay nhìn chung là vẫn ok đúng không ạ, vẫn ok, thanh khoản vẫn ở mức tốt. Hóa chất hôm nay cũng ok này, thanh khoản hôm nay thì ông nào thanh khoản cũng cải thiện rồi. Thép chạc chung thì vẫn ok,
nhưng mà cái đỉnh cũ vẫn tương đối gần đấy chị ạ. Cái vùng mà có lực bán mạnh này chúng ta cũng phải chú ý nhé. Cái đỉnh của cây nến bán mạnh ngày 22 tháng 9 là bây giờ nó vẫn chưa tiệm cận đến được, nên anh em mua mới thì anh em bình tĩnh thôi nhé, anh em bình tĩnh thôi. Bất động sản hôm nay cũng vẫn tích lũy đi ngang, nhìn chung là cái chiều hướng tích cực tốt hơn đấy, tích lũy đi ngang 20 phiên rồi, phá được cái hộp giá này đi lên thì cái cơ hội nó sẽ có một cái nhịp nhịp tăng ở trong ngắn hạn. Bán lẻ cũng ok đúng không? Nhìn chung về nhóm ngành nếu mà nhìn không daily thì có nào ok cả. Chứng khoán này gần cái vùng đỉnh rồi. Đấy, mua mới thì anh em cũng phải cẩn trọng nha. Vừa nói rồi. Ok. Xét về mặt xu hướng chung thì đang tích cực, nhưng mà cho anh em mua mới thì anh em chú ý cái khung khung M15 cho em, thấy chưa nào? Khung M15 đang có những cái dấu hiệu có cái áp lực của khung M15, anh em chú ý. Nếu mà đúng lắc thì chúng ta mới canh canh mua được. Với vùng hỗ trợ mà chúng ta canh mua đây là vùng 110. Test lại cái đường Kijun 65 khung M15 này. Hai cái đường Kijun 17 của khung H1 đó. Ok, chào 32 chị em ơi xem nhé. Và bắt đầu giải đáp câu hỏi cho anh em. Mọi người thả like thả tim ủng hộ em nhá. Xin chào anh Phạm Hữu Linh này, chị Hoàng Thu Huyền này, chị Hải Bùi, anh Đức Tường, chị Mai Hiệp, xin chào Trinh Trinh này, anh chị Phan Hiệp này, anh chị Linh LT, Phạm Thiên Đồng Minh này. À, chúc anh chị em xem live vui vẻ nhé. Mọi người có câu hỏi thì cứ để phần khung chat nhé. Rồi. Sẽ giải đáp cho anh em theo hai khung thời gian nhé. Khung thời gian H1 cho anh em đánh tay cộng và cho anh em đánh xa hơn là khung daily, để phù hợp mà với các chiến lược của anh em. Mai liệu sập không em đại? Nói sập thì kinh quá anh chứ, nó rung lắc thôi nhé, rung lắc điều chỉnh thôi. Anh em cầm hàng đánh theo xu hướng thì cứ giữ bình thường thôi nhé. Thứ hai nữa là nhóm ngân nhóm banh thì đang có dấu hiệu tạm thời tương đối ổn nên là chúng ta vẫn giữ thôi, giữ được nhịp thị trường thì chúng ta vẫn giữ thôi. Anh em nào đánh chuyên nghiệp mà đánh lướt đây không ở trong phiên ấy, nếu mà đánh theo khung M15 ấy, thì lúc nãy em có nói rồi đấy. Đấy thì anh em có thể là canh xanh anh em bán đi một ít, sau đó anh em mua lại lướt lại mua lại phía dưới nó đỏ đỏ có tầm 1-2%, lời được 1-2% anh em mua lại đấy. Ừ, chứ khung M15 ấy, nó hợp lý hơn. Còn anh em mua mới thì cũng phải rung lắc một chút. Mua bây giờ thì hơi ghê. Ghê cái nến M15 cuối này này, anh chị này. Gần cuối này. Tức là cuối ở cái phiên giao dịch khớp lệnh liên tục ấy. Sập. Nói sập thì hơi quá nhá, đúng là điều chỉnh thôi. BCC chiều mua bán 9.4 hàng đã về. BTC hôm nay thanh khoản cải thiện này, bắt đầu vượt được những cái vùng cân bằng trong trong T cộng H1 này, thanh khoản cải thiện thì anh chị Tú Huyền thì có thể canh mua thêm nhé, canh mua thêm nếu mà nó không lắc nhẹ một chút vùng 9.4 thì đó, chỉ có thể canh mua thêm 9.4 à. Hoặc là nếu mà để thực sự an toàn thì phá vỡ cái hộp giá này nhé chị nhé, phá cả cái hộp này thì chị có thể canh mua thêm. Đấy, tức là phá được cái vùng mà 9.8
9.8, thì cái vùng cản tiếp theo của nó là loanh quanh cái vùng 10.9 đến vùng 11, tức là được khoảng tầm một giá, 9.8 đến 10.8 là một giá khoảng tầm 10%, nên nó phá được cái biên trên. Còn mua luôn ở đây thì có thể nó sẽ vẫn phải rung lắc ở những cái cây nến bán mạnh ở giai đoạn trước này. Đấy, hôm nay thì lực cầu vào cũng có, nếu chúng ta nhìn khung daily đúng không, nhưng mà ngược lại thì cái giai đoạn trước chúng ta cũng thấy cái khung daily này cũng có cái áp lực bán được cây này, và nhìn H1 thì nó cũng là cái cây này, những cái cây như này chị nào chị nhá, cái cây này này, cái cây xanh này nhưng mà bị Brexit này, hay là cây đỏ bị bán mạnh này, thì hôm nay nó lên đó nó vẫn phản ứng đấy, thì ưu tiên có thể là mua giá đỏ đỏ một chút thì mua trước một phần, còn nếu nó vượt được cái này đó thì giá tăng thêm chút nữa đấy, cái chiến lược như vậy nó sẽ hợp lý hơn. IDC IDC thì cái vùng cản gần nhất thì nó vẫn có những cái dấu hiệu phản ứng này. Đấy, vùng cản gần nhất ở đây là vùng 51 cộng trừ. Đấy, 51 cộng trừ. 51 đến vùng 52. Được cho 51 cộng trừ. Đấy. Hôm nay thì cũng có thanh khoản cải thiện nhưng mà nó cũng không phải là quá đột biến. Hôm nay thì phải đột biến thì nó vượt đỉnh nó sẽ ok hơn. Đấy, hôm nay thì vẫn nhìn chung là vẫn có cái sự phản ứng ở vùng này. Đấy. Cái vùng nền trước đó nữa cho nó thấy cái nến H1 này nhá. Đây, cái nến H1 mình bán khá là mạnh ở cái giai đoạn trước thì bây giờ nó đang phản ứng. Nếu mà anh chị cánh mua ấy, thì có thể ưu tiên giá đỏ nhá, vì cái nến H1 cuối này đang đang đóng nến thấp nhất phiên. Đóng nến thấp nhất H1 cuối này. Đấy. Nên là có thể nó sẽ rung lắc vào cái thời điểm đầu phiên ngày mai. Thì nếu mà anh em có hàng ấy, thì vẫn giữ được khi mà những cái vùng cân bằng nó vẫn ok. Còn nếu nó xanh lên ấy, nếu anh em đánh lướt ấy, thì nó lên vùng 51 gì đó anh em có thể canh hạ bớt nha. Còn mua mới thì đợi nó rất điều chỉnh thôi. Điều chỉnh bây giờ nó về phải về những cái vùng cân bằng của khung daily, ở đây là quanh vùng 48, 47.5, 47.5. Thì anh em mua tốt tắc được. Còn cổ nào cho người chậm chân không anh? Dầu khí thực ra là vẫn chơi được mà. Dầu khí hôm qua nhiều anh em hỏi thì cũng báo anh em là nhặt túc tắc được rồi đúng không? Nó không, hôm nay nó không tăng mấy đâu, chưa tăng mấy đâu. Cơ hội nó vượt đỉnh là vẫn có. BSR hôm nay bắt đầu có dấu hiệu tích cực này. Thanh khoản cải thiện này, tiệm cận cái biên trên này. Anh em đánh cũng canh được này. Hôm qua cũng một số anh chị nó hỏi dầu khí ấy. Thì hôm nay cái đến như này là tích cực nhá. Anh em hôm qua hỏi có hàng thì giờ giữ chứ. Hôm nay có cái đến này là ok rồi. Đây là PVT thì nó rung lắc nó cũng có thể là chơi được. Là mấy con dầu khí nó cũng chạy giống nhau thôi. Đấy, em nhặt được. Nhóm chứng khoán em nói rồi đấy, là chưa nên nhá. Chưa nên. Tạm thời là rất là gần cả. Nhìn vẽ ai đây đúng không? H1 đây. Nhất là M15 nhá. Muốn mua thì nó phải test lại. Test lại những cái đường Kijun 65 không M15 này, hay cái đường Kijun 17 có không H1 này, thì anh em canh mua hoặc lấp lại cái gap này. Đó. 32.5 cộng trừ. Một giá nữa để anh em nhặt, là nhặt tỷ trọng nhỏ thôi. Do cái vùng cản nó rất là gần anh chị ạ. Thực sự là nhóm này thì rất là khó luôn. Hôm qua có phân tích anh em nhiều đấy, anh em thích thì anh em mua. Tỷ trọng nó nhỏ thôi. Giờ nó chỉ có cần một cây thôi, hầu hết cái cổ phiếu nó chỉ một cây nó đã gần cản, nó rất là gần cản rồi. SSF này. Đấy, như hôm nay hôm qua có nói với anh em SS đúng không? Một cây nó đã gặp cản rồi. Đấy mà anh em đu ngày hôm nay vào cái giá thời điểm cuối phiên ấy thì rất là 50-50 anh chị ạ. Nó khó, nó rất là khó luôn. Cắt lỗ thì tương đối xa. Target thì tương đối ngắn.
Anh Linh là T mai mua. PVD HLV. PVD thì vẫn nhặt được anh nhá. Chưa chưa chưa. Tung lắc một tí đỏ đỏ tí chẳng được. Mua trước một phần thôi. Team em thì cũng đang đợi cho nó phá mạnh mạnh cái tí rồi gia tăng thêm này mà. Đợi vẫn đợi. Tung lắc quanh 28.5 gì đó. Trên canh quanh cái vùng đó nhá, anh em canh mua. HHV thì mai mua thì nó sẽ hơi chậm một chút nào. Hơi chậm một chút. Cái cản nó tương đối gần rồi, cản nó là ở đây là mùng 16.5 đến mùng 17. Bây giờ đang 15.5. Hôm nay thì team em cho mua là không mua được cái giá thấp nhất là lúc nó mở gap đâu. Đợi nó lấp lại không lấp được nên là cũng cho anh em mua lúc đó là tầm 15.1 gì đó. 15.1, 15.2 gì đó. Lúc vào vào phiên buổi sáng. Con này với con LCG. Thì hôm nay có nói về con đầu nhóm đầu tư công này, thực ra là mấy cái mã này thì cũng 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 chia sẻ với anh em vào tối hôm qua là đúng không, nhóm đầu tư công là anh em chú ý nó tích lũy khá là ok, nhất là con HV này, thời điểm cuối phiên cái hôm thứ sáu là bắt đầu có dấu hiệu cầu vào đỏ đỏ một tí thì anh em canh mua tỷ trọng nhỏ nhá anh nhá. Đấy. Ví dụ như là 15.3 gì đó. Đấy. Anh mua tỷ trọng cắt lỗ là mùng ở đây là mùng 14.5, target là mùng 16.5, 16.7. Nó cũng tỷ lệ lời lỗ nó không được 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 bây giờ là nó không được còn quá đẹp nữa nhá. Ngày mai nó vừa vừa lợi vừa thiệt tê vừa thiệt giá nếu mà nó tăng lên. Đấy. Và về thị trường chung thì em cũng có phân tích với anh chị em rồi đấy. Đó là cái khung M15 nó đang có cái tín hiệu là chúng ta cũng phải chú ý trong một hai phiên tới nhá. Nhất là phiên ngày mai. Nhất là phiên ngày mai. Cuối phiên sáng đầu phiên chiều ngày mai. HV thì nó vẫn ok thôi. Có hàng thì vẫn giữ bình thường, hôm nay báo anh em mua mới rồi. Còn mai thì nó sẽ hơi chậm thôi. Lý do thì em nói rồi. PVS kênh tầm nào gia tăng được. Bây giờ nhóm dầu khí thì cứ phải phá đỉnh đấy nhá, phá đỉnh một cách dứt khoát đấy. Đây, cái phá đỉnh 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 dài hạn nó lại chung dài hạn nó ví dụ 44.5 này à 40.5 này đấy. Phá lên với một cây to to đấy. Thì giống như cây này chẳng hạn là anh em mua luôn nhá, mua ra tăng luôn nhá, anh em có thể tự canh nhá, tự canh được luôn nhá. PVS nếu mà nhìn H1 này chúng ta cũng thấy cũng có cái tín hiệu H1 nó đang đi ngang khoảng tầm 2-3 phiên gần nhất này, cố gắng đi ngang đấy. Khung daily thì nó đang ở đúng cái vùng đỉnh này, nếu mà nhìn một khung weekly khung tuần nhá đấy, nó cũng đang ở đúng cái vùng đỉnh luôn. Bây giờ nó phá đỉnh lên thì nó sẽ vào có thể vào một cái trend mới của cái khung 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 tuần anh thấy không? Nó vào trên mới cái band nó đang bóp càng ngày nó bóp chặt lại của khung tuần này, nó giống với trạng thái của con ETA. ETA thì thực ra nó còn đẹp hơn, ETA cái band nó bóp còn chặt hơn, tích lũy nó mạnh hơn và thời gian nó lâu hơn, nhưng mà cái trạng thái nó cũng là ná nhau, band nó bóp lại thì cái cơ hội nó sẽ có một cái bật cái nhịp bật tăng nó đủ đủ lớn này. Nó giống như cái đoạn chỗ này đúng không đấy. Khi nó bóp càng chặt thì cái động lực nó càng mạnh, thì hiện tại nó đang 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 hẹp dần đúng không? Đấy, có thể nó chạy nó kiểu như này. Đó, nó bóp ở kiểu như này. Đó, đấy. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà nó phá bên 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 trên thì chúng ta ra lăng nhé. Đấy, đúng chiến lược thôi. Cứ phá bên trên nhá. Đấy, volume nó lớn một tí anh nhá. Nếu anh canh H1 được đấy, ví dụ như PVS đây đúng không? Đấy, nó có một cái cây kiểu như này này. Cây kiểu H1 kiểu cây này nhá. Cây volume lớn này hoặc những cây dưới này cực kỳ này là cái cơ hội nó bật tiếp, và khi nó phá được cái nền mà 39.8 40 này. Đấy. 40 này. Đấy. 40 40.3
là với một cái volume lớn kiểu như này thì chúng ta mua thêm. Xin chào 45 anh chị em đang xem nhé. Anh chị nào mà chưa like thì like ủng hộ ông Đại nhé. Anh chị cần hỗ trợ thì liên hệ trực tiếp với anh em, với anh chị nhé, trực tiếp với anh em trong team hoặc là liên trực tiếp với em Đại theo số điện thoại trên màn hình. Team em Đại hôm nay thì cho bắt một số cổ phiếu đầu tư công này. T cộng thì anh em có thể buổi sáng hôm nay em có thể cách bắt được bán lẻ này, chứng khoán này, đạm này, một số bất động sản này. À chứng khoán này, đạm này, bất động sản này, bán lẻ dầu khí. Trung hạn thì anh em có thể canh dầu này, thép hoặc là bán lẻ. Hôm nay là bắt được IDA Trần. IDA lúc nó tăng khoảng tầm 4%. Bắt được một vài ông đầu tư công đó. Anh Linh là T nay bất động ở nay Vietcombank bị lỗi mãi tới chiều nên mua bán thôi thì buồn quá, mai còn mua mới được VPBank được không em? VPBank thực ra vẫn mua được anh nhá, cũng chưa cũng nó đã tăng mấy đâu. Hôm nay tăng 1% thì cũng chả đáng mấy anh nhá. Mua quanh hiện tại cũng được hoặc là lúc lắc nếu mà anh em thích nhé, mua trước một phần. Cái con này là muốn tăng lên được thì nó cứ phải phá cái nền nhé. Đấy, phá cái đỉnh gần nhất ở đây là vùng 20.5. Đấy, thì cái cơ hội nó mới vào với một cái nhịp tăng ngắn hạn, và xa hơn nếu mà muốn tạo một nhịp tăng trung hạn thì nó cũng phải phá được cái vùng 21.5. Đây là ở đây nó cũng khá là sát đáy, anh em vẫn cách mua được, chưa vấn đề gì đâu. VPBank này có tăng 1% thôi. Thực ra là 1% nó cũng ở trong một cái biên chúng ta mua mà. Anh chị Linh LT nhé. VPBank ok vẫn không. Này là FTD phải không anh? À, cũng có thể xác định là FTD. Nhìn chung là nhìn vào cung cầu anh chị nhé. Em thì cũng 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 không quá, tất nhiên thì cái dòng tiền nó vào thì nó cũng cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải xem xét ở trong ngắn hạn, khi mà cái khung thời gian nhỏ nó đang diễn biến rất là nhanh và mạnh thì anh em phải quan sát rất là kỹ vào khung thời gian H1 hay khung thời gian M15 để chúng ta hành động cho nó phù hợp nhé. Giai đoạn này là cái biên thị trường nó tương đối hẹp nên là chúng ta phải nhìn cái khung thời gian nhỏ. Mọi người like luôn đấy cho anh Đại mua thâu kho anh em mua bán mà có lời thì mời em Đại ly cà phê là được anh chị nào. Xin target của Masan. Masan hôm trước quay đầu Masan thì vẫn đi ngang thôi, cũng chưa 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 quá đẹp đâu. Đấy, hôm trước có cây này là ngon nhưng mà sau đó lại đảo luôn. Thì bây giờ nó phải phá được cái cây xanh này. Đấy, hôm nay tạm thời là ổn thôi. Đấy, nên là cứ giữ đi. Nếu mà nó phá được cái vùng 63.5 ấy thì cơ hội nó sẽ lên được tầm 66. Đấy. Anh đánh giá con này là vẫn ổn nhé, vẫn ổn, vẫn giữ được, vẫn giữ được. Nhịp này thì nếu mà thị trường bùng nổ vượt được ấy, thì có thể nó lên được đây ấy, mà luân phiên nó tăng đấy, nó lên được cái vùng 7 7 70 này, cái vùng đáy đáy cũ này. Kiên nhẫn nắm giữ đi, vận động như này là thấy cũng cũng khá là ổn rồi.
MWG cũng được không? MWG em có chia sẻ anh em mấy hôm rồi này. Được, MWG nói với anh em ở vùng vùng này này, vùng 38.5 cộng trừ này. Hôm thứ năm này, hôm thứ tư này cũng đều nói thứ năm thứ tư tuần trước ấy. Nói anh em à. Bây giờ mua thì vẫn mua được nhá, tỷ trọng thì nhỏ lại. Thì mua bây giờ thì cái target nó sẽ T cộng nó sẽ ít đi nhá. T cộng của chúng ta đang hướng đến là quanh cái vùng ở đây là vùng 42.5 đến 43. Nếu bây giờ nó là 40 rồi. 399 rồi. 3995 là 40 rồi. Nên là target nó không còn nhiều nữa. Nếu anh em đánh T cộng thì tỷ trọng nó nhỏ lại. Đấy, nhỏ hơn so với những cái phiên trước. Phiên trước thì có báo anh em là vùng 34.x là 38.x. Quanh cái vùng mấy cái KOG này đúng không? Hay DGB kép cũng thấy anh em rồi. Hôm nay nó cũng 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 vận động tương đối ổn thôi, hơn 3%, 3,4%, 3,7%. Có cơ hội vượt đỉnh ngắn hạn. Target nó lên đây. Hôm trước có ví với anh em mà quanh quanh chỗ này. Hai con này thì nó kiểu như nhau, thì hôm trước có báo anh em thích chọn con nào anh em chọn. PDR thì đang tích lũy khá là ok. Đang tích lũy khá là ok. Trên cả khung tuần lẫn khung 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 ngày. Tuy nhiên thì đánh cái cổ phiếu mà vượt đỉnh thì cần cái sự đồng thuận rất là lớn từ thị trường. Thì anh em mua thì trọng nó vừa phải. Tức là cái cơ hội vượt đỉnh nó có hôm nay thanh khoản lớn này, sau 3 4 phiên thanh khoản thấp đi ngang hôm nay thanh khoản nó lên. Đấy, mà tiệm cận sát cái vùng đỉnh cũ. Đấy, thì cái cơ hội vượt cái đỉnh là vùng 29.2 29.3 này là có. Tuy nhiên thì cần cái một cái tham số khác là cái sự đồng thuận từ thị trường này. Thì em vẫn hơi e ngại. Anh em mua mua thì vẫn mua được nhưng mà tỷ trọng tham gia nhỏ thôi, mà nó tăng mà nó bị fail là chúng ta cũng phải chạy nhá, chạy nhanh. Đấy. Đó là với PDR nhá. Anh nội thất cổ điển thành phố APG để mua. APG ngày hôm nay nếu mà nhìn H1 là tích cực này. Đấy là anh em có thể canh mua vào phiên hôm nay luôn. Hôm nay không mua được thì ngày mai anh em có thể canh mua đâu đó là quanh tham chiếu nhé. Tỷ trọng nó nhỏ thôi. Nhóm chứng khoán thì nó như em có nói lại là cái vùng cản nó tương đối gần. Với riêng APG thì cái vùng cản nó cái tức là cái dư địa của nó vẫn còn khá là ok. Hiện tại đang 10.3 thì cái cản gần nhất này. Cản gần nhất là vùng 11 và xa hơn một chút nữa là vùng 11.5, tức là khoảng tầm được khoảng tầm 10% từ đây nữa cơ. Nên là anh em mua với tỷ trọng vừa phải, ưu tiên là cái giá đỏ nhé. Chúng ta nhìn thấy ở đây là H1 nó cũng đang có những dấu hiệu thanh khoản cải thiện khá là rõ nét. Đấy, anh em mà lao vào những cây đến H1 này thì nó sẽ ok hơn. Buổi sáng ngày hôm nay cũng được, đúng không? Đó. Buổi sáng hôm nay là cũng ok này, bắt đầu thanh khoản là 5 đến H1 đúng không? Đấy, 5 đến H1 nhất, tức là đúng cái phiên ngày hôm nay luôn, đúng cái buổi sáng hôm nay. Đấy là anh em lao vào từ sáng hôm nay thì sẽ ok hơn. Tức là ngày mai chúng ta mua thì nó vừa chậm tê vừa chậm giá, nếu mà nó tăng tiếp cái động lực như này thì khả năng nó vẫn tăng tiếp. Đấy. Nên là anh em mua từ tham chiếu mua xuống để chậm vừa phải. CVI VNE em đánh toàn penny này, làm gì có CV2 nhỉ, hay là TV2